sắp đi lộn đường, với lại tới tới giữa đường cái người này chỉ là trở lại, rồi người kia chỉ đi lên, rồi với lại cái số nhà đó coi như càng đi lên là 80 mấy, thí dụ như ban đầu là 3 mấy, cái đi lên 8 mấy. Mãi đây cũng khó kiếm. Ừ, cái xuống tới đó mà 2 mấy là thấy nó cũng kỳ cục kẹo lắm. Thì chơi đa số tôi biết cái nhà. Còn cái ông Tám á, ông Tám dẫn đi xong rồi coi như là dẫn lộn đường á, trốn luôn rồi. Trốn luôn vậy. Ông Tám ông trốn luôn rồi, ủa ông Tám rồi, ông trốn luôn rồi thầy ơi. Mệt mà vui, coi như là vừa có lương, rồi có mấy con ếch mà sao dư mấy con cóc quá trời nó bự vậy nè. Sợ nhất là con nào. Trời ơi, thầy sợ con lươn, sợ con rắn, con ếch, con nhái, con cóc. Con cua là không sợ. Con cua. Mà nãy thấy thầy bóc. Mấy bà cua lớn thì không kẹp, mà con quý cua nhỏ đó kẹp. Kẹp đào quá. Mà cũng như là nói chung là cũng vui. May là vô là nghe nói là mượn đó ủng, mà xem qua thấy đó ủng là mang trước đi kẹp. Trả lời bằng ánh mắt. Nghe bà nội tôi. Tại vì mình sợ, thật ra là nếu mà không phải bị gì thời gian với lại số tiền đi xuống á, mình sợ cái đó cho nên là mình bị áp lực, mình lúng túng thôi. Chứ còn nếu mà không vì số tiền đi xuống á, trong thời gian không á, thì mình sẽ chắc có lẽ là bình tĩnh hơn. Nhưng mà nếu mà bình tĩnh thì cũng đâu phải là thử thách, đúng không? Dạ. Mà cười nhất là cái quần nó tuột. Thiệt, không biết sao bữa có một đêm mà sao ốm vậy. Thiệt á, nó tuột. Nè, mà nãy nó tuột xuống tới đây luôn rồi, nó chết rồi lo bắt cua rồi ngồi lên. Bà ngoại là mai mốt mình chỉ gặp bà ngoại vụ hè là sẽ tặng cho bà ngoại khăn giấy. Và trưa ăn cơm xong cái lấy giấy ra để lau miệng, cái đưa cho vụ hè miếng giấy tem bô đàng hoàng nha. Mình đưa giấy cho lau miệng mà cũng chửi mình. Anh nghĩ sao anh đưa giấy cho em hả? Anh nghĩ sao một cái mặt em là nó là chảy hết rồi, chảy kem, chảy phấn á, rồi mặt em xấu xí lắm, sao đưa khăn giấy. Cái mình thuyết minh liền chứ bộ, đưa cho bà chùi dòi đó bà.